Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình ô cốp huyện Sông Lô tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp năm 2024. Tham gia chương trình đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp huyện Sông Lô năm nay có 6 sản phẩm của 4 chủ thể là các hộ gia đình trên địa bàn huyện gồm bánh tẩy tư yên, bánh nặng bà mùi, lạp xưởng các bếp, lợn sấy các bếp, châu sấy các bếp, thịt tận thính. Ngoài đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, các sản phẩm này đều có hồ sơ chứng minh sản xuất tại địa bàn, sử dụng nguyên liệu và sử dụng lao động tại chỗ, đánh giá được tình hình tổ chức hoạt động sản xuất chế biến sản phẩm khi tham gia chương trình. Tại hội nghị, hội đồng đã tiến hành đánh giá cho điểm theo từng tiêu chí. Qua đánh giá chấm điểm, 6 trên 6 sản phẩm đều đạt điểm sản phẩm ô cốp 3 sao.